Và đây là đặc sản cơm chiên Dương Châu ngay tại thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô của Trung Quốc các bạn ha. Cơm rất là thơm ngon luôn. Cố nhân Tây Từ Hoàng Hạc Lâu, Yên Hoa Tam Nguyệt Hái Dương Châu, Cô Phàm Viễn Ảnh Bích Không Tận, Duy Kiến Trường Giang, Thiên Tế Lưu. Và đây chính là Dương Châu trong bài thơ trên. Một món khác nữa các bạn ha, đây chính là món bún thịt bò rất là thơm, đậm đà luôn. Cũng ngay tại Dương Châu. Ngoài ra chúng ta sẽ ăn thêm một số món khác nữa. Đây chính là món hoành thánh và mì. Tiếp tục chúng ta có món xíu mại Dương Châu dạng nước. Và đây là tiểu Tây Hồ, thành phố Dương Châu, di sản văn hóa thế giới. Rất đẹp các bạn. Quá trời luôn, những con vịt nó bơi theo ha, xin đồ ăn á. Bên này cũng hai con, mai con này cũng dưới theo kìa. Hai con nhỏ dưới theo thì. Yep. Rất nhẹ nhàng các bạn ha. Đi theo cặp đó nha. Dạ. Yeah. À, thấy rõ luôn. Hồi nãy 4 con đi chung, sau đó chia ra 22 luôn nè. Đi một cặp không ạ? Dí đâu quá trời luôn. Tiểu Tây Hồ, Dương Châu. Đẹp quá à. Cố nhân Tây Từ Hoàng Hạc Lâu, Yên Hoa Tam Nguyệt Hái Dương Châu, Cô Phàm Viễn Ảnh Bích Không Tận, Duy Kiến Trường Giang, Thiên Tế Lưu. Rồi, chào các bạn, hiện tại là khoảng 11 giờ sáng ngày 2 tháng 6 2024. Và đây là ga xe lửa của thành phố Nam Kinh. Sáng hôm nay từ đây chúng ta sẽ đi tàu cao tốc đến thành phố Dương Châu của tỉnh Giang Tô này luôn. Mình vừa đọc bài thơ của nhà thơ Lý Bạch, Hoàng Hạc Lâu, Tống Mạnh Hậu Nhiên, Chi Quảng Lăng. Nhà thơ tiễn cố nhân là bạn của mình, Mạnh Hậu Nhiên, từ Hoàng Hạc Lâu ở phía Tây đến phía Đông, Quảng Xương, Dương Châu. Đây là một trong những bài thơ mình rất là thích các bạn, trong thời kỳ học phổ thông. Và đây là lý do tại sao mình quyết định đi về thành phố Dương Châu. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là bởi vì thành phố Dương Châu được UNESCO công nhận là thành phố ẩm thực của thế giới vào năm 2019. Và lý do thứ ba là mình muốn ăn cơm Dương Châu ngay tại thành phố Dương Châu để xem như thế nào ha. Về cơm chiên Dương Châu thì chúng ta biết là rất có tiếng ở ngay Sài Gòn. Bây giờ chúng ta sẽ đợi xe các bạn ha. Chuyến xe lúc mấy giờ mình? 12:40 đô. 12:41 giá vé là 37,5 tệ. Rồi chúng ta chuẩn bị vô khu vực kiểm tra vé. Bảo hiểm luôn, 3 tệ. Ok. À, các bạn lưu ý nha, ngay bên cạnh nhà ga xe lửa này sẽ có khu vực bán xe buýt đi về thành phố Dương Châu luôn. Và chuyến xe sẽ khởi hành lúc 1 giờ, các bạn lưu ý nha. Tuy nhiên là mình không có đi xe buýt mà mình đi tàu cao tốc. Và dự kiến đi trong vòng 50 phút. Và đây là bên ngoài của nhà ga xe lửa Nam Kinh các bạn ha. Bên góc tay phải chính là đường xe điện ngầm. Và đối diện với xe điện ngầm bên góc tay trái sẽ là chỗ bán xe buýt đi thành phố Dương Châu. Tùy các bạn chọn thôi. Đi xe lửa sẽ lâu hơn đó các bạn. Rồi chúng ta vô ga xe lửa thành phố Nam Kinh. Đây mình kể một câu chuyện rất là vui các bạn nghe nha. Ngay tại ga xe lửa thành phố Nam Kinh, trước khi đi vô thì phải đưa chứng minh nhân dân hoặc là hộ chiếu để họ kiểm tra các bạn nha. Khi mình đưa hộ chiếu một cái là mấy anh nói đi. Đại đa số là người Trung Quốc không có nói tiếng Anh các bạn. Và họ thấy hộ chiếu thì họ sợ không biết đọc cái gì. Chỉ có một số người rất ít ngay tại khu vực bán vé
ngay tại sân bay thì họ có khả năng đọc được tiếng Anh mà thôi. Hài lắm luôn á. Rồi. Đây, ga xe lửa thành phố Nam Kinh, chúng ta vô. Và đây là tầng 2 của nhà ga xe lửa thành phố Nam Kinh các bạn ha. Bây giờ các bạn lưu ý nha, khu vực kiểm tra vé sẽ là A2. Đó. Chúng ta sẽ đến đây trước 20 phút. Bây giờ các bạn nhìn lên, bên trên có KFC và có cả bán miếng vịt. Rồi, chúng ta lên ăn miếng vịt các bạn nha. Rồi, chúng ta lên xe các bạn ha. Số hiệu C3774, 12:41 từ Nam Kinh đi Thượng Hải trên tuyến tàu cao tốc có tên là Thượng Hải Hồng Kiều. Như vậy chúng ta thấy rất là tiện ha. Từ Thượng Hải nè, đi Hàng Châu nè, Tô Châu nè, rồi Hoàng Sơn nè, rồi An Huy nè, ngoài ra An Huy các bạn ha, Nam Kinh, rồi Dương Châu, tất cả đều có tàu cao tốc. Rồi, chúng ta lên xe lúc 12:41 trưa các bạn ha. Bây giờ là 1:30 trưa, đã đến được thành phố Dương Châu. Như vậy là chúng ta đã đi 50 phút các bạn. Bây giờ từ đây chúng ta sẽ đi về khách sạn nha. Nhà ga xe lửa thành phố Dương Châu. Xe chạy rất êm. Rồi, bên ngoài nhà ga xe lửa thành phố Dương Châu, Giáng Châu. Rồi, chúng ta đi taxi các bạn ha, từ nhà ga xe lửa thành phố Dương Châu về khách sạn. Khoảng cách là bao nhiêu cây số mình? Trên đây nó ghi 7.8. Có thể là chạy sẽ xa hơn. Giá vé là bao nhiêu? Vì giá xe chứ. Giá xe đúng rồi. 22 tệ. Rồi, chúng ta xem thành phố Dương Châu thế nào. Đọc trên mạng thì diện tích của thành phố này cũng khá là lớn, khoảng hơn 6.000 cây số vuông á. Và dân số khoảng độ hơn 8.5 triệu người các bạn. Wow, yêu tận tận đi. Chúng ta đi của mình là chiều tiên. Trên lưu sang có cái mất địa phương có phan tiền có thể chứ Giáng Châu chảo phan mà. Chứ gì cái gì có. Chứ sư mà. Ờ, chứ sư này tôi rất thích nó, vì tôi đến đây là chứ sư nhất định phải chứ Giáng Châu chảo phan. Chứ gì cái gì có như vậy mà, chứ là Giáng Châu chảo phan. À, ha ha, xin xin đi ạ. Chú nói là kế bên khách sạn mình ở là có một cái tiệm bán cơm chiên Dương Châu ngon. Ở đây là xe xe đi. Ở thành phố cây xanh cũng quá trời. Có đi tàu không? Không có tàu hả? Ở đây không có metro nha các bạn. Chưa có metro. Thành phố rất nhỏ. Wow, có rất nhiều hoa. Bị châu đó, 32 độ. Nhiệt độ đây hơi nóng chút xíu trời, 32 độ. Ở đây không có xe điện ngầm là coi như là toàn bộ là phải sử dụng xe taxi các bạn, hoặc là xe buýt nha. Chúng ta giống Quảng Đông người vậy. Giống Quảng Đông người, chứ tôi cũng là Chào Châu người, nhưng tôi ở Đông Nam Á sinh sống. Tôi giống Quảng Đông người. Chứ tôi giống tôi đến Giáng Châu, chứ Giáng Châu Phan. Hẳn nhiều mình, trong Đông Nam Á, chúng ta chẳng chẳng chứ Giáng Châu Chào Phan. Ý định tao cho lì chưa ý. Xả nước. Không phải là mưa các bạn nha, là tưới nước.
tưới nước đường, tưới nước cây. Sân trai sư dự chi là mà? Mìu. Hải mẹ à? Chứ sư lưu yê, chứ sư... Sư lưu yê là? Khoa yêu to là. Khoa yêu to là? Chú nói là sắp bước vào mùa mưa rồi. Của tôi bạn nhiều, tôi không hề giảng phổ thông hoa, chứ sư nói yang, tôi cao tôi. Cái này, 他是越南人, 会讲普通话. 你是越南人? 我们是越南人. 你会说中国话, 他不会说. 他不会说嘞. 他跟你在一起嘛, 慢慢教育教会了. 因为我带他去, 他要看一看, 他要看, 洋教, 他也, 他也要去, 洋教饭. 洋人炒饭? 很有名的, 家里都人家, 都是, 洋人炒饭就是那个, 就是你们住那个地方是吧? 啊。 住那个就不是往前面走一个红绿灯是吧? 啊。 红绿灯在右拐，右拐前面一个红绿灯左拐，那个晚上里面也有炒饭的，就是那复习炒饭，玉米吃的，一公里吗？还是五百米？还是两百米？大概给四五百米差不多。就算那样，你都可以放我们家那边吧，我们家那边下车。那边好像现在吧没有，它是晚上有，夜里面有，它炒夜景的。 现在不知道，现在不知道，现在不知道，现在晚上可能是有的，白天不知道。那他的名字就是夫妻炒饭嘛，那个。好，谢谢你。老夫妻两个在那边炒了多少年，几十年了那个。就是。炒了几十年了。好。就到了，刚刚省 mình khoảng độ 300-400 mét là có một cái tiệm bán cơm chiên dương châu rất là nổi tiếng. Không rõ là buổi trưa có bán hay không, mà chắc là buổi tối sẽ có bán. Trước đây, hồi giờ chỉ cần biết là cái khách sạn cần biết là có rồi. Là Giang Lư Chảo Văn, là đầu tiên. Đầu tiên. Bây giờ có không, tôi không biết rõ. Wow, đều rất là đẹp. Đây là cái gì? Cái hồ. Cái hồ. Cái hồ. Cái hồ. Cái hồ. Cái hồ. 神 quá các bạn. Nhãn chi, Giáng Châu. Truy mây 的时候就是 在 秋天吗? 三四月份是吗? 啊, 三到四月份. 对, 烟花三月下扬州. 啊, 就是. 烟花. 烟花. 对. 啊. 三月三月四月份. 好。上面都开的花哦，好。主要thời tiết ở đây đẹp nhất là tháng 3, tháng 4. Mình nghĩ chắc là tháng 4 sẽ đẹp. Mùa xuân. 四月份就是在这里二十度吗？还是二十五度？还是十八度？二十度差不多。二十度差不多。实际很凉快的。哦，很凉快的。Tháng 4 chú nói rất là mát mẻ, khoảng độ 20 độ.Không có nghe mùa thu ở thành phố Dương Châu. Chú nói tháng 3, tháng 4 thì hoa nở nhiều. Cái thời tiết cũng không rất là đẹp. Đúng không? 20 độ, cái thời tiết rất là đẹp. Bây giờ 32 độ. Wow. Nhưng hiện tại Nam Kinh rất là nhanh. Chắc chắn là hai cái thành phố Dương Châu cách thành phố Nam Kinh khoảng độ 100 cây số các bạn nhé. Ban đầu không có dự định là đi Dương Châu các bạn, thật ra là cũng không hề để ý là có Dương Châu ở Giang Tô, nhưng mà sau khi đến Nam Kinh rồi mới thấy lại bản đồ và nhớ về nhà thơ Lý Bạch, nhớ cơm chiên Dương Châu.Càng không ngờ hơn, thành phố này được công nhận là thành phố về ẩm thực của thế giới. Quỳnh Trang, Si Lu, Văn Xương, Tây Lộ. Ở đây từ quay vào đi đến. Hả? Đây là xe ở đây từ quay vào đi đến. Ồ, chính là. Đi chút xíu nữa quẹo trái tới rồi. Khoai tàu lại.
人民币15000块钱。人民币15000块钱。收到5000块钱差不多。4000到5000差不多。4000到5000。3000。3000。3000块钱差不多。因为在南京他们告诉我还是苏州他们告诉我10000。没有没有没有。那是都是有技术的。哦。有技术差不多。哦。这拿4000块钱差不多上下差不多。就是老百姓啊。老百姓的。嗯。 Chúng ta thu nhập ở đây là khoảng độ 4.000 tệ một tháng các bạn nha. Cũng có người thu nhập 3.000 tệ một tháng. Nhưng 3.000 tệ thì nhân cho 3.000 rưỡi thì khoảng độ 10 triệu, 4.000 tệ thì khoảng 12 triệu cho thành phố Dương Châu. Thành phố này một lần nữa là không có xe điện ngầm. Xeo phê con. Xeo phê con. Sưu tí. Ờ. Xeo phê con, nhưng mà sưu rưu không cao. 这个城市离机场不远吗？啊，机场可以飞啊，可以飞到上海、北京。几十公里了吧？啊，几十公里。成都、杭州那个机场，各位呢，隔着中心杭州，可能五百公里。四十公里了。好。哦，跟我办飞。我们要到机场去。 我们呢，明天去山东。要坐飞机啊？啊，不要了，坐高铁。坐飞机比较贵，坐高铁。飞机票跟那个高铁票差不多。啊，差不多。但是坐飞机就是到机场很麻烦，坐高铁比较容易。高铁哪个地方？到山东，泰山。 这边有高铁到那边啊，就是山东这边啊，哦，đường phố này sạch sẽ, các bạn thấy không, dù là thành phố nhỏ hay thành phố lớn ở Trung Quốc. Đại lộ của họ toàn là 10 đường, 10 đường lai cho lên thôi. Cây xanh quá trời. Khách sạn chúng ta đang đi đến thì có giá tiền mình đặt trên trang trip.com là khoảng độ nhớ là khoảng 30 đô các bạn nha, cho một đêm. Qua đây giá phòng nó nhẹ hơn xíu. Vậy là trên xe taxi chúng ta đi được một cái city tour à, nhìn được đường phố của thành phố Dương Châu. Ở đây có một cái khu vực gọi là Tiểu Tây Hồ. Hàng Châu có Tây Hồ thì thành phố Dương Châu có Tiểu Tây Hồ. Xiao Xi Hồ. Xiao Xi Hồ. À, hào. Đó là chúng ta đi. Là nhớ Tây Hồ dưới nắng long lanh màu nước biếc, trong mưa huyền ảo vẻ mong tư. Tây Hồ cả sánh cùng Tây Tử. Bạn ở Trung Quốc đi học à? À, tôi chưa chỉ học được. À, tôi đọc sách rồi, tôi xem phim rồi, chỉ có thể giảng rồi. Không phải, bạn ở Trung Quốc đi học, học đại học à? À, không có. Đâu có người ở trong đại học học Trung Quốc, nhưng tôi ở nhà tôi 我买书，我自己学的。自己学的。啊。那你老的聪明。因为越南文就是越南话和中文就是差不多了，我们都是骂骂骂骂骂。那你说的可以，那说的。啊，就是。Hilton， 哇，不过是 Hilton 咯 ，but Hilton， 嗯。
Rồi, chúng ta đã tới nơi các bạn ha. Đây là khách sạn của mình nè. Đối diện là một quán cà phê Luckin Coffee các bạn ha. Khách sạn này mình đặt trên trang trip.com có giá 30 đô các bạn. Bây giờ chúng ta bước vô nha. Nhân viên khách sạn lịch sự dễ thương các bạn. Trong khách sạn cũng có bán cà phê luôn. Làm thủ tục nhận phòng xong thì chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn. Thì chúng ta vô phòng các bạn ha. Một lần nữa giá phòng 30 đô các bạn. Phòng rộng. Đầu tiên chúng ta thấy một cái kiếng rất là lớn và cao. Rồi, chúng ta thấy hai cái giường ha. Ở đây có một cái bàn làm việc. Rồi, đèn đọc sách. Một cái tivi lớn. Một cái đồ nấu nước. Hai chai nước suối, hai cái ly. Rồi, có mấy cái móc. Qua đây sẽ là cái phòng tắm. Đây các bạn xem. Cũng có hai cái ly đồ sấy tóc. Rồi. Tắm đứng các bạn nha. Rồi, nghỉ ngơi một chút xíu, chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn, rất có thể là cơm chiên Dương Châu. Và hiện tại là khoảng độ 2 giờ rưỡi chiều các bạn ha. Từ khách sạn chúng ta bước qua đây khá là gần. Ở đây có một nhà hàng mà lễ tân khách sạn nói là bán cơm chiên Dương Châu ngon. Bây giờ chúng ta sẽ vô thử nha. Ngay góc đường luôn các bạn. Ở đây ngoài cơm chiên Dương Châu thì còn bán một số món khác nữa, chẳng hạn như hoành thánh nè, rồi thang bao nè. Tuy nhiên đặc sản vẫn là cơm chiên Dương Châu ha, đó các bạn thấy nè. Dương Châu. Phần cơm chiên. Ngoài ra có thêm thịt viên nữa các bạn ha. Đây dưới đây nè, rất là lớn luôn. Và đây bên trong nhà hàng các bạn ha, hơi tiếc chút xíu là hiện tại cơm chiên Dương Châu không có bán mà phải đợi sau 4 giờ rưỡi chiều. Như vậy là chúng ta sẽ phải quay lại, tuy nhiên hiện tại chúng ta sẽ ăn một số món khác nha. Đó, không gian của nhà hàng. Lịch sự sạch sẽ. Ngay góc ngã tư luôn các bạn, dễ kiếm. Đây là hình ảnh của Tiểu Tây Hồ. Thành phố Dương Châu, di sản văn hóa thế giới. Một lát nữa sau khi ăn trưa xong, chúng ta sẽ đi về hướng đó nha. Hàng Châu có Tây Hồ, thì Dương Châu có Tiểu Tây Hồ. Từ xa xa, chúng ta thấy dòng chữ Cổ Nhân, Tây Từ, Hoàng Hạc Lâu, Yên Hoa Tam Nguyệt, Há Dương Châu. Đó. Rất biết cách quảng cáo luôn. Và đây món ăn đã đến nơi các bạn ha. Tạm thời mình gọi 3 món. Món đầu tiên chính là món mì hoành thánh. Thực ra nó là huỳnh tuân đó. Đây các bạn quan sát kỹ nha. Lượng mì rất nhiều. Có hành. Nước lèo có cảm giác là đậm đà đúng không các bạn. Đó, có sa tế ớt. Kế bên là một món mì tương đối là lạ. Chúng ta sẽ thấy có thịt bò. Có cà chua. Có nấm mèo. Rồi, để múc lên các bạn xem. Kể cả có bông cải đó các bạn. Đây là lần đầu tiên mình ăn loại mì này nha. À, thực tế nó là cọng bún các bạn ơi. Có thêm tôm nữa các bạn. Ừ,
Rồi sau cùng chúng ta có thêm một cái bánh bao nhỏ. Và rất có thể chúng ta sẽ ăn thêm một món nữa đó các bạn. Như vậy chúng ta thấy là tất cả là hai con tôm ha, với cộng bún. Nói về bún, về miến, về mì, phải thực sự mà nói là cái vùng Giang Nam này ăn rất ngon các bạn. Và mình rất thích cái loại mì mà mì kéo sợi và mì tươi họ làm trong ngày á. Ở Việt Nam cái số lượng mì bún đó thì không có nhiều lắm, ngay cả khu vực Chợ Lớn. Và đây chính là cái món thịt viên mà hồi nãy họ quảng cáo bên ngoài bạn ha, một viên rất là lớn luôn. Trong cái phần thịt viên này có phần nước lèo và những cái hạt xanh xanh này giống như những hạt đậu nha các bạn. Đây mình sắn ra các bạn xem nha. Ăn xong sẽ nhận xét tổng thể luôn toàn bộ. Giống như xíu mại vậy trời. Ôi, chúng ta vừa mới ăn xong các bạn ha. Rõ là. Hồi nãy cái tô hủ tiếu em lộn chứ tô bún em ngon mình. Ngon. Đặc sắc không? Ngon cực kỳ luôn á. Sì, chỉ thế này. Chỉ全面拐. Ờ, chưa sư. Rồi một lát nữa nói, bác Tài đang nói chuyện nhiều quá. Ok. Cố nhân Tây Từ Hoàng Hạc Lâu, Yên Hoa Tâm Nguyệt Há Dương Châu. Trong cái nhà hàng đó để cái dòng chữ đó thực sự rất là hay. Nhà thơ Lý Bạch sống vào thời Đường, các bạn thấy không? Dương Châu là có thể là có trước đó nữa cái tên đó. Và bác Tài đây nói là lịch sử của Dương Châu đã trên 2.500 năm. Giáng Châu, 2.500 năm lịch sử. Hồi nãy cái tô bún là có cái phần thịt, có tôm, có cà chua, có nấm, rồi cái mùi rất là thơm các bạn, vị đậm đà lắm luôn. Và nó sẽ có phần cay nữa. Mà cái phần nước lèo này là mình chưa từng được ăn ở bất kỳ một thành phố nào ở Việt Nam, và thậm chí ở Trung Quốc mình chưa từng ăn. Và lần đầu tiên mình ăn ở Dương Châu cảm thấy rất là ngon. Mình nói là mình rất thích cái tô đó. Cái tô của mình ăn là chủ yếu là hoành thánh với mì, thì nước lèo của nó sẽ là vị mặn mặn mà ngon các bạn nha. Có tiêu cay. Cái phần nhân bên trong hoành thánh là nhân thịt, và nó sẽ có chút xíu gừng làm nồng lên. Bánh bao cũng ngon luôn, vị rất thơm, không biết diễn tả thế nào. Còn cái phần cuối cùng đó là một cái viên thịt, thì trong đó nó rất là béo, ngọt, thơm, nhưng mà sẽ hơi ngán chút xíu do nó béo, có chút xíu củ sắn. Và cái phần nước lèo trong cái phần viên thịt nó thì nó lại dạng ngọt thanh. Nói chung đó là một cái quán ăn ngon đó các bạn. Một bánh khoai tao là. Chưa xưa. Họ bánh tài của mình trả bằng nhìn nha. Tại em cũng không biết trên cái chi phí lúc nào nó trừng tiền, lúc nào nó không nha. Kỳ vậy. Tại vì mình đặt hai dịch vụ, có đặt taxi nữa. Thành ra ok. Bánh tài này hình như là bánh taxi. Rồi, chúng ta đi taxi với giá 10 tệ các bạn ha. Đến đây, đây là một khu vực rất nổi tiếng. Nếu như Hàng Châu có Tây Hồ thì ở đây có Tiểu Tây Hồ, và đây là một di sản văn hóa thế giới các bạn nha. Đây được công nhận là di sản văn hóa thế giới của thành phố Dương Châu. Và phải mua vé, đây chính là chỗ mua vé. Ok, rồi mua vé đi. Mình đi mua vé các bạn ơi. Đó, biểu tượng của di sản văn hóa thế giới đằng kia. Ủa, đâu có nhạc đâu ta, sao mình nó có nhạc. Đây là chỗ mua vé các bạn nha. Tả mà mua vé qua mã. Ở đây mình mua vé qua tiền mặt. Để xem nhiêu tiền nha. Nhiêu? Ôi đù.
Wow. Tây Hồ Hàng Châu miễn phí. Tiểu Tây Hồ của Dương Châu thì 100 tệ một người, hoảng hồn luôn hai các bạn. Hơn 700 ngàn. Trời ơi, sao mắc dữ vậy? Rộng lắm. Chiều dài của nó là 4,5 cây số, nhỏ hơn Tây Hồ. Bây giờ chúng ta sẽ vô đi tham quan các bạn nha. Có tổng cộng 43 điểm tham quan. Rồi, quan trọng nhất là cái cầu đó, cây cầu 24. Rồi chúng ta đi thôi. Dạo Tiểu Tây Hồ của Dương Châu. À, số 24 luôn. Dạ. Yeah. Rồi, mình sẽ đi về hướng đó đó. Cái đó là cái chính yếu đó, còn mấy cái điểm kia thì chắc đi không nổi đâu. Rồi, soát vé xong rồi các bạn ha, chúng ta đi vô. Đấy, cửa nam. Nón mẩn. Ở đây có dịch vụ về những chiếc thuyền đi dọc ven hồ. Sau khi mua vé rồi không còn muốn mua nữa. Ở Tây Hồ Hàng Châu chúng ta không có tiền vé mà chúng ta chỉ mua cái vé đi tàu thôi. Còn đây giờ thôi thôi khỏi đi. Vậy hả? Rẻ quá hen. La Phong. Wow. Đông hơn một chiếc tàu luôn á. Biết rồi, hiểu rồi. Thôi mà nó cũng hay chứ, đẹp chứ. Nhẹ nhàng á. Nhìn giống Lâm Viên á. Nhìn thì đẹp á nhưng mà mấy con này ồn quá. Nào đẹp á các bạn. Nó đẹp á nha. Cảm giác nó cũng có chút xíu gì đó khác chút xíu với Tây Hồ của Hàng Châu á. Thấy giống như một cái Lâm Viên lớn. Đề nghị quý vị bớt ồn ào. Ồn ào quá hà. Các bạn nghe không? Là người quản đến đây rất nhiều nha. Và đa số đến đây để thưởng thức cơm chiên Dương Châu. Wow, cái cảnh nó đẹp chứ Minh. Cảnh đẹp á. Cảnh nó đẹp á nha. Ơi, đi tìm mũ trù la. Ồ, đây có mấy con vịt dễ thương quá này các bạn. Wow. Nguyện nguyện phong. Tiểu Tây Hồ, Dương Châu. Bạn từ lầu hạ lên đường giữa mùa hoa khói. Giảng Châu, Dương Châu. Ồ, hai con vịt đảo quá trời luôn, nhẹ nhàng. Rồi. Ừ. Hai con bơi chung nhau nãy giờ. Rồi chúng ta vô đây chút xíu các bạn ha. Thảm cỏ rừng cây. Tiếng chim hót.
Rồi chúng ta bước vô các bạn ha. Một lâm viên ngay khu vực Tiểu Tây Hồ. Và lâm viên này được xây dựng vào năm 1915. Ngay khi bước chân vào lâm viên, bên góc tay trái là một cái hồ có nước các bạn, bên góc tay phải là một cái cầu. Rồi chúng ta nên đi theo hướng nào đây? Quẹo góc tay phải vào cây cầu. Rồi cao, bước từ từ. Cảnh đẹp quá trời các bạn. Không biết các bạn nghĩ sao? Giữa Tây Hồ và Tiểu Tây Hồ. Tiểu Tây Hồ làm lay động lòng người các bạn. Nét nhẹ nhàng, có rất nhiều những cái tiểu tiết, đặc biệt là những cái khối đá. Đây là cây cầu đá các bạn ha. Cái tạo dựng của Tiểu Tây Hồ mà cảm giác là giống như một lâm viên lớn nhiều hơn. Do đó xét về mặt cảm xúc thì mình thấy là ở đây mình có nhiều cảm xúc hơn cả Tây Hồ luôn đó các bạn. Đó. Đẹp quá. Đẹp quá ha. Em thấy sao giữa đây với Tây Hồ? Cái cảm xúc á, cảm xúc đầu tiên á là quan trọng nhất. Anh hỏi em cái cảm xúc thì không có so được đâu, tại vì thứ nhất là Tây Hồ đó với em có nhiều kỷ niệm hơn. Thành ra khó so lắm. Còn mà nếu mà nói cảnh đẹp thì bên đây có vẻ như là nó bình dị hơn. Nó yên bình hơn xíu. Okay. Cái màu sắc thì nó cũng tươi hơn. Bên Tây Hồ bữa mình đi ngày mưa đúng không? Ở đây xét về mặt tiểu tiết thì nhiều hơn. Tây Hồ thì rộng lớn hơn. Nhưng mà đây tốn tiền. Ở đây thì tốn tiền. Tây Hồ thì nó hơi miễn phí. Đúng rồi. Tây Hồ là tại dồn vô cái tháp Lôi Phong mình mới được tốn tiền thôi. Dạ. Còn lại là miễn phí, dạo hồ miễn phí. Một điều là chúng ta rõ ràng thấy là đến Dương Châu được ăn ngon, được ngắm cảnh đẹp các bạn. Một cuộc sống nó nhẹ nhàng, một góc trời khác nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi xuống về hướng đó. Cô quay lại nhìn giống giống mà nội. Ok. Cổ đi không nổi, nãy mới đỡ cổ trên đây xuống nè. Dạ. Rồi chúng ta tiếp tục đi các bạn ha. Khu vực lâm viên này trong Tiểu Tây Hồ đẹp quá. Có thể nói đây là một điểm nhấn của Tiểu Tây Hồ đó các bạn. Diện tích của Tiểu Tây Hồ rất là lớn, do đó là các bạn phải dành ít nhất là khoảng độ 3 tiếng gì đó để tham quan các bạn nha, để thưởng ngoạn. Lâm viên này đẹp không thua kém gì một số lâm viên ở Tô Châu các bạn ha. Như vậy chúng ta thấy là cái đồng tiền chúng ta bỏ ra vào khu vực Tiểu Tây Hồ này cũng đáng đồng tiền đó các bạn. Ở trong khu vực Tiểu Tây Hồ này ngoài cảnh đẹp ra thì họ còn chơi nhạc nữa. Nhạc cũng rất là hay, tuy nhiên là nhạc nó có tác quyền, do đó mình không có quay được những cái đoạn đó.
Rồi, chúng ta đi về hướng của cái căn nhà nha. Rồi, trống rỗng, không có thấy nước gì hả? À, có chút xíu nước các bạn, một số đồng tiền. Căn nhà bên trong trang trí rất đẹp các bạn, từ xa chúng ta nhìn thấy. Cửa gỗ, bàn gỗ. Đây, mình quay ở một góc độ khác các bạn xem nha, cận cảnh hơn từng bức tranh. Toàn bộ cái này là gỗ các bạn ha. À, điêu khắc trên gỗ từ hoa tới gọi là tre trúc. Ở khu vực chợ lớn chúng ta cũng có một số ngôi miếu, còn lại những cái bàn, những cái ghế rất là cổ. Tuy nhiên là nếu muốn mua thì không biết mua chỗ nào. Rồi, chúng ta đi ra nha, tiếp tục hành trình. Ngay bên góc tay phải là một cây cầu màu đỏ các bạn, nhìn rất dễ thương. Chúng ta chuẩn bị quẹo phải về hướng đó. Dưới cầu là dòng nước xanh và những con thuyền. Một con thuyền vừa đi qua. Và hàng liễu rủ. Rồi, chúng ta chuẩn bị đi qua cầu hang. Bên dưới cầu có mấy con vịt nữa các bạn. Ở Giang Nam, nghĩ về miền Tây, đồng bằng sông Cửu Long. Nếu thực sự mà chúng ta biết quy hoạch, biết làm thì sẽ rất đẹp. Rất tiếc cho miền Tây các bạn. Sản phẩm của 20 năm qua vẫn cứ như vậy. Bến Tre thì bán kẹo dừa. Cần Thơ thì có chợ nổi cá răng lèo tèo. Cái bè thì chợ nổi cũng chẳng còn gì. Quy hoạch đường xá rồi mọi thứ ở miền Tây nó cũng chưa đạt nữa. Rồi, chúng ta đi thẳng vô trong luôn nha. Một căn nhà rất đẹp các bạn.
Nếu mà nói là dọc theo dòng sông Mekong có một thị trấn nào đó là mình lưu luyến, đó chính là cố đô Luang Prabang của Lào. Mình đi dọc theo miền đông bắc của Thái Lan thì những cái thành phố lớn dọc theo sông Mekong mình cũng chỉ thấy là bình thường thôi. Thái Lan thì có một khu vực gọi là Chiang Khan thì cũng tạm tạm. Nếu các bạn yêu thích dòng sông Mekong thì hãy đến Luang Prabang của Lào các bạn nha. Mình đã dành ra khoảng độ 1 tháng để làm video về Lào đó. Rồi chúng ta bước vô trong. Ấn tượng đầu tiên chính là khối đá. Trên đó chúng ta thấy một số cây bonsai nhỏ màu xanh. Đó, đây chính là cái nét đặc trưng của cái kiến trúc, rồi cách trang trí về phong thủy nữa. Mình thích kiểu này nữa các bạn. Dây leo khắp mọi nơi. Giang Nam Hữu Tình. Thực sự là mình vẫn nói là nếu các bạn có thể đi, hãy đi Trung Quốc. Về miền Giang Nam này rất rất đẹp các bạn. Nó hoàn toàn khác với phần còn lại của Đông Nam Á mà chúng ta thường đi á. Ở đây thì một khối đá nữa các bạn đó. Sơn thủy hữu tình như một miền tiên cảnh. Chúng ta sẽ còn trở lại Giang Nam. Sau Dương Châu thì chúng ta sẽ đi về hướng của Sơn Đông, Thái Sơn, Hoàng Hà các bạn ha, có nghĩa là về phía bắc của Trung Quốc rồi. Rồi, chúng ta đi ra nhìn lại cây cầu, nhớ về cây cầu ở Hà Nội. Đôi khi mình ước gì là 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long hợp lại là một cái công viên đẹp, thật là đẹp, một miền sông nước mơ màng. Nhưng mà 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long hiện tại sản phẩm du lịch giống giống nhau. Chẳng hạn như là sắp Tết Đoan Ngọ thì cũng là trái cây, miền Tây thì Long An trái cây, Tiền Giang trái cây, Vĩnh Long trái cây, Cần Thơ trái cây. Toàn trái cây không các bạn. Không trái cây thì có Chợ Nổi, Tiền Giang thì có cái bè, Cần Thơ cái răng, nó lanh quanh như vậy thôi. Xa hơn thì Châu Đốc thì du lịch tâm linh. Chúng ta thực sự là thiếu bàn tay của một người gọi là quy hoạch, tạo nên những cái ấn tượng của cả một cái vùng các bạn. Tiếc lắm, nói chung là điều kiện thiên nhiên đều có nhưng mà làm không được. Cái cây trước mặt các bạn mình nghĩ là tuổi đời cũng khoảng độ cả trăm năm á. Rồi xa xa lại là một cái cầu nhỏ đó các bạn ha. Một nét chấm phá dễ thương. Ở miền Tây chúng ta có An Giang, có rừng tràm Trà Sư, ngày xưa mình cũng thích lắm. Còn bây giờ mình bớt thích nó rồi. Lý do là bởi vì
người ta kinh doanh ở trong trỏng làm cho cảm thấy là nó bị gọi là thương mại hóa đó, không còn cái nét tự nhiên nhiều ngày xưa nữa, ổn lắm. Nói chung là khi đưa công trình bê tông cốt sắt vào hoặc là những cái phần khác vào trong một không gian tự nhiên thì phải làm sao cho nó hài hòa. Rồi chúng ta qua cầu quẹo trái đi về hướng của cầu 24 các bạn, một cái cầu nổi tiếng nha. Từ đây đến đó thì cũng còn xa xa. Trong khu vực Tiểu Tây Hồ này thì cái cầu đó rất nổi tiếng. Thì tới đây chúng ta thấy những cây lựu nha, cây lựu cổ thụ, hoa quá trời hoa luôn. Đây là trái đào các bạn nha, qua mùa hoa đào rồi, trái đào. Mùa xuân tháng 4, kéo dài tới khoảng độ tháng 5. Góc này view đẹp nè ha, có một cây cầu. Hồi trưa này chúng ta ăn cơm, xin lỗi, chúng ta ăn quẩn tuân á, với lại xíu mại nước, thì chúng ta thấy hình ảnh của cây cầu này đó các bạn. Đó, trong cái quán ăn đó. Rồi, tiếp tục đi. Chúng ta sẽ bước lên cây cầu đó. Rồi, nếu mà dịch không sai các bạn ha, đây chính là Liên Hoa Kiều, cầu Liên Hoa và Bạch Tháp, Bãi Thả. Đây, chúng ta bước lên.
Rồi, nhìn xuống rất đẹp các bạn. Chúng ta xoay một vòng nha. Rồi, tiếp tục tới đây các bạn ha. Vào khu vực này sẽ có bán dù. Những cây dù rất đẹp. Đây các bạn xem nè, khu vực bán dù. Tuy nhiên giá rất cao các bạn nha. Chủ yếu mình ngắm thôi. Làm thủ công. Rồi, chúng ta bước vào trong các bạn ha, thoải mái chụp hình, quay phim. Rồi, tiếp tục đi các bạn. Như vậy chúng ta thấy là khu vực Tiểu Tây Hồ này buôn bán ít ha. Nó không có dạng như là nó làm cho mình bị ngợp á. Thoải mái để đi lại, nhẹ nhàng. Có một số quán cà phê, rồi bán một số đồ lưu niệm. Nó dạng đơn vậy thôi. Bên góc tay phải của cô này là bán những cái đồ hay là từ đá các bạn, cô ngồi cô cắt nè các bạn xem nha. Có để giá cả luôn, chẳng hạn như cái này là 30 tệ các bạn nha, cho một miếng. Rồi, đi tới đây các bạn ha, đi chút xíu nữa là sẽ tới khu vực cầu 24. Đây là một trong những khu vực gọi là trung tâm nhất của cái Tiểu Tây Hồ các bạn nha. Góc tay phải chỗ đó là bán ba cái đồ lưu niệm á, mình không có vô, mình đi tiếp. Như vậy chúng ta thấy trung tâm ở đây sẽ là một cái hồ, rồi đình đài hiên tạ, rồi cầu 24 ở phía trước mặt các bạn, đi thêm chút xíu nữa.
Và đây xa xa chúng ta thấy bên góc tay trái đó chính là cầu 24 đó, chúng ta sẽ đi về hướng bên đó. Ở đây có thông tin về cầu 24 nè, dài 24m, rộng 2,4m, có 24 bước, là 24 bậc á. Ở đây mà để ngắm trăng vào một ngày trăng tròn rất đẹp các bạn ha. Nói chung là riêng cây cầu này thì nó sẽ không đặc biệt, tuy nhiên là tổng thể cả cái khu này á, ngay tại gốc này thì nó đẹp. Rồi từ trên chúng ta nhìn xuống. Và đây cũng chính là cái hướng đi ra các bạn nha, hướng cổng Tây. Có nghĩa là chúng ta vô cổng Nam đúng không? Và ra là cổng Tây các bạn. Từ đây ra cổng Tây chút xíu à. Các bạn đừng có quay lại nha, quay lại là đi xa đó. Vào Nam ra Tây. Đây là khách sạn của tập đoàn Marriott các bạn ha. Ở đây có đủ luôn hải tỳ lao nè, rồi có cái lẩu hôm bữa chúng ta ăn ở Tô Châu luôn. Thành phố này có gần như tất cả. Dòng khách sạn 5 sao của Hilton luôn. Và hiện tại là khoảng độ 7 giờ tối các bạn ha. Chúng ta đã trở lại nhà hàng buổi trưa nè. Bây giờ chúng ta đã có được dĩa cơm chiên Dương Châu rất là thơm luôn các bạn. Hai dĩa luôn lớn quá trời lớn. Ăn kèm thêm đó chính là cái món cá với cải chua, ớt, hành. Đó, các bạn quan sát ha. Mùi thơm đó các bạn. Đây, góc miếng cá này các bạn xem nha. Xoay một vòng nữa. Ở đây có thêm cái cọng giống như cọng bánh canh nữa các bạn. Có nghĩa là nếu các bạn gọi cái phần này không ăn cũng no đó. Ngoài ớt ra thì có gọi là xuyên tiêu. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát kỹ hơn cái phần cơm chiên Dương Châu là phần chính. Lý do mình đến thành phố Dương Châu là vì lý do này đó các bạn. Ở đây chúng ta sẽ thấy có hành lá, rồi có trứng, rồi có cà rốt. Đây, một lần nữa các bạn xem nha. Rồi có tôm nõn, hạt cơm tách rời. Đó, có dăm bông. Tuy nhiên không có hải sâm nha. Ăn thôi. Rồi, chúng ta đang xong dĩa cơm chiên Dương Châu và món cá thực sự rất ngon các bạn. Đặc biệt là phần cơm chiên Dương Châu nha. Mới bưng ra một cái nó thơm phức luôn cả hai dĩa. Và cái phần hạt cơm nó tách rời từng hạt, từng hạt, từng hạt. Thì đúng của cơm chiên Dương Châu mà đọc trên mạng đó là họ sẽ nấu cơm trước ở mức độ là chín vừa tới thôi, sau đó là họ sẽ để thành cơm nguội
cho vô tủ lạnh để ráo và sau đó họ sẽ chiên. Ở đây thấy mình phần nguyên liệu á, trong cái phần cơm chiên Dương Châu này chúng ta sẽ thấy có cà rốt, có nấm, có đậu hòa lan, có bắp, có thịt nguội, có tôm nõn. Mình đọc trên mạng thì có một số nơi họ sử dụng thêm hải sâm nữa. Tuy nhiên cái giá của 22 tệ cho cái... Đúng rồi. Cái giá của dĩa cơm này chỉ 22 tệ, do đó mình không có thấy được hình sò điệp và cũng không có phần hải sâm. Kèm với dĩa cơm sẽ là một chén canh mây... Canh rong biển. Canh mây cà chua. Mây cà chua mình lộn. Thật sự là cơm rất rất thơm các bạn. Các bạn biết không, là hai dĩa đầy luôn, mỗi dĩa 22 tệ là mình ăn không hết. Dạ. Mình phải mang về khách sạn, mình bỏ vô cái bịch. Và buổi tối á, mình ăn thêm một lần nữa, rất là thơm các bạn. Tuy nhiên cái mình khá bất ngờ nữa đó chỗ là cái phần cá, cá ngon lắm các bạn ơi. Rất ngọt thịt, lấy hết toàn bộ xương. Ở đó họ sử dụng khá nhiều ớt và hoa tiêu, đặc biệt là hoa tiêu cắn vào một cái rất là thơm. Cái vị nước cũng có phần cá đó sẽ làm mặn mặn, ăn rất là bắt cơm. Có thêm cái phần giá. Đâu á? Bún. Bún lộn, không, nó giống bánh canh, nó giống bánh canh, nó giống bánh canh. Giống bún gạo, giống bánh gạo vậy đó. Với lại cải chua ăn chua giòn ngon. Cải chua nó sẽ hút cái phần cây mà, dầu tiêu mala vô á. Yeah. Thành ra nó sẽ bị ăn nó sặc một cái nhẹ. Yeah. Nếu mà nói đúng á thì cái dĩa cơm Duyên Nhân Châu mình có khen đi chăng nữa thì nó sẽ là nằm ở mức độ là điểm 8. Khá. Nó là điểm 8. Nó sẽ cho mình cảm giác là đúng cái vị nó ngon đó. Nhưng mà cái đặc sắc của họ chính là cái món cá. Chính xác. Nó là một cái ẩn số bất ngờ mà mình đó. Đúng rồi, nó lên khoảng độ gần điểm 9. Còn cái món cơm chiên Dương Châu thực ra mà nói là ở Việt Nam chúng ta sẽ có tiệm có khang. Nhà hàng nó sẽ làm ngon hơn nữa. Mình chắc nghĩ vậy. Nhưng mà không biết có đúng gốc hay không thì mình không có rõ, nhưng mà rõ ràng ở Việt Nam chúng ta có khả năng làm cải biên cho phù hợp với Chợ Lớn hay gì đó. Cái món cá là đúng rồi, họ là lấy xương ra hết nha. Phần thịt cá thơm, cắt mỏng, ăn nó cay cay vị mala, cây tiêu của xuyên tiêu á. Rồi phần cơm không bị gắt dầu. Cái quan trọng phần cơm tơi ra vẫn ướt ẩm xíu mà không bị gắt dầu. Ngon. Chúng ta đang chốt lại ở chỗ là cơm chiên Dương Châu thực sự là ngon ở mức độ điểm 8 chứ không bật lên được tới điểm 9 hoặc điểm 10. Nó thực sự là ngon các bạn nha. Tuy nhiên là khoảng thời gian chúng ta ở Dương Châu cũng không có nhiều, chỉ có một đêm thôi. Chưa biết là sẽ có những nhà hàng hoặc những quán ăn khác nó sẽ ngon hơn như thế này, thì có thể nó sẽ đạt tới điểm 9. Với dĩa cơm chiên Dương Châu mà chúng ta vừa ăn á, thì mình nghĩ là ở Sài Gòn sẽ có nơi có khả năng nấu ra được cái dĩa cơm đó. Không biết là giống hoàn toàn 100% hay không, nhưng mà rõ ràng ở khu vực Sài Gòn Chợ Lớn có những nơi làm ra những dĩa cơm chiên Dương Châu ngon. Có khác chút xíu là họ không có lạp xưởng. Không có lạp xưởng. Đúng. Ở Sài Gòn Chợ Lớn chúng ta thấy cơm chiên Dương Châu thường là sẽ có lạp xưởng, ở đây là hoàn toàn không có lạp xưởng các bạn ha, chỉ có thịt nguội thôi. Rồi. Và vị của nó ở đây không có ngọt các bạn nha. Không, nó mặn mặn nhẹ thôi. Như vậy cái sự khác biệt giữa cơm chiên Dương Châu ở ngay tại thành phố Dương Châu và giữa Sài Gòn, đó chính là cái vị. Thường thì ở Sài Gòn đại đa số sẽ có thêm một cái vị gọi là vị ngọt, mà chủ yếu sẽ đến từ cái tay của người nấu bỏ chút gia vị vô, hoặc là do bởi vì họ sử dụng lạp xưởng làm cho nó mặn hơn. Còn cơm chiên Dương Châu ngay tại thành phố Dương Châu kỳ này mình ăn hoàn toàn không có lạp xưởng, không có vị ngọt. Và ẩm thực của Giang Tô mình thấy đại đa số là nó sẽ thiên về cái vị mặn mặn nhiều hơn, cay, nhẹ, có chút xíu cái vị chua, cũng sẽ có chút xíu cái vị ngọt. Tuy nhiên vị ngọt nó không giống như vị ngọt Quảng Đông. Ở bên Quảng Đông hoặc là ở bên Sài Gòn Chợ Lớn thì sử dụng cái vị ngọt nó sẽ ngọt hơn. Đó là sự khác biệt. Tối xong các bạn ha, chúng ta đi dạo phố phường thành phố Dương Châu. Ở đây rất nhiều quán cà phê các bạn, hàng quán nhiều lắm, thoải mái luôn. Ở Trung Quốc có một cái phong trào đó là ca hát. Đấy, các bạn này ca hát TikTok ở khắp mọi nơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây là đường Ta Tung Mẫn Chia. Cũng gần với khách sạn mình đang ở các bạn. Buổi tối bán nhiều đồ ăn, kể cả trái cây, dịch vụ massage. Rồi, đi tới đây các bạn ha. Đây là chỗ chúng ta sẽ làm massage. Giảng châu chủ tạo massage 38 tệ cho phần chân 20 phút. Rồi, chúng ta vô thôi. Địa chỉ đây là Ta Tung Mẫn Chia số 41 các bạn nha. Đó. Ta Tung Mẫn Chia 41. Rồi, đi bộ chút xíu tới đây các bạn ha. Ở đây có massage chân 38 tệ 20 phút. Lần đầu tiên chơi massage. Hơi cao xíu. Ở Trung Quốc 38 tệ nhưng 20 phút thôi hả? Ừ, 20 phút à. Là 140 á. 140 hả? Ờ, 135.000. Không gian rộng lớn các bạn nha, bên góc tay trái là có một không gian nữa và bên trong rất đông khách và mình không có tiền để quay. Nhưng mà... 1 tiếng 400 ngàn á. 1 tiếng 400, vậy cũng được. Để thử coi dịch vụ thế nào. Rồi, đầu tiên là ngâm nước chân các bạn nha. Nước rất là nóng. Ờ, xem cho hậu rồi. Ờ, xem cho hậu rồi hậu, xe xe. Lúc mới đưa vô rất là nóng các bạn, bây giờ cảm thấy thoải mái hơn rồi. Để... <音>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 <
你会不会说广东话？你在广东待着啊？还是不是的？我爷爷是潮州人，但是我在东南亚出生嘛，越南。啊，越南。哦，两边跑就会了，是不是？嗯，就是。你学的挺快的，我学广东话学得来的。因为在越南，在东南亚有很多广东人嘛。那边广东人也多，做生意吧。是，很多很多。Mình đã massage xong các bạn ha, tất cả là 40 phút, trong đó 20 phút đầu rất là thoải mái, rất đã luôn các bạn.
Lực dùng của cô đó dùng vào trong cái lòng bàn chân rất rất mạnh, nhứng tới đâu phê tới đó các bạn, đặc biệt là trong cái phần từng ngón chân, xong rồi kéo xung quanh cái lòng bàn chân. Nói chung là mình ở Trung Quốc đi bộ khá là nhiều, khoảng độ 18 ngày rồi, và hôm nay thực hiện massage quá đã. Chuyển sang 20 phút sau thì trên cái phần gọi là bắp vế và phần đùi thì phần massage đó mình cảm thấy là bình thường. Do đó nếu các bạn đến đây thì hãy thực hiện massage 20 phút cho cái phần lòng bàn chân, chuyên vào lòng bàn chân các bạn nha. Và trên cái mu của bàn chân thì 20 phút đó rất đáng đồng tiền, 38 tệ cho 20 phút các bạn nha. Và cái chỗ làm massage đó mở cửa từ 9 giờ rưỡi sáng tới khoảng độ 10 giờ tối nha. Con đường dẫn vào khu vực làm massage Ta Tung Mĩnh Chia. Bây giờ chúng ta đi bộ về lại khách sạn.